Xin chào tất cả các em, ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình sang bài số 4 là bài chuỗi hàm. Và đây cũng là bài cuối cùng của môn giải tích 1 rồi. Thế thì để mà chúng ta làm được cái bài chuỗi hàm này thì chúng ta yêu cầu là các bạn phải chúng ta phải là giỏi cái phần chuỗi số. Đấy, thế thì là chuỗi hàm là gì? Thì chuỗi hàm nó chính là một tổng các cái hàm số thôi. Và tuy nhiên thì cái hàm số ở đây là ngoài việc là nó bị phụ thuộc vào x ra ấy, thì nó còn bị phụ thuộc thêm cả n nữa. Đấy, thế thì đây là cô cho một cái dãy hàm số là unx này. Thì cái hàm số này là bị phụ thuộc vào cả n và x nhá. Thì khi đó tổng của cái hàm số này, tổng các cái hàm số này thì chúng ta sẽ gọi nó là chuỗi hàm. Cô lấy ví dụ như này. Ví dụ ở đây chúng ta có sigma này, 2n cộng 1 chia cho 3n trừ 5 nhân với x trừ 1 mũ n. Thì đây chính là một cái chuỗi hàm. Thì chúng ta nhìn thấy cái hàm số này nó bị phụ thuộc vào cả x và n. Thì chúng ta thấy là khi mà mình thay x bằng một số cụ thể ấy, đấy, thì cái chuỗi hàm này nó sẽ trở thành chuỗi số. Cô lấy ví dụ này. Ví dụ bây giờ ở đây là cô thay x bằng 2 này. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi tương ứng. Thì đó sẽ là chuỗi số. Và cái chuỗi số này thì chúng ta có thể kiểm tra được cái tính hội tụ của nó. Thì ví dụ như là cái tại cái điểm x bằng x0 mà cái chuỗi này nó hội tụ, thì cái x bằng x0 đấy người ta gọi là điểm hội tụ. Và tập hợp tất cả các cái điểm hội tụ thì người ta sẽ gọi là miền hội tụ. Đấy, và cái công việc của chúng ta là mình sẽ phải đi tìm cái miền hội tụ đó. Thế thì là cô lấy ví dụ như này. Ví dụ bây giờ mình có một cái chuỗi hàm là 1 chia cho n mũ x. Đấy, thì miền hội tụ của nó là gì? Thì nếu mà chúng ta để như thế này thì các bạn thấy là cái hàm này nó hơi khó đúng không ạ? Nó không quen thuộc. Tuy nhiên thì nếu như mà cô viết lại, đấy, cô viết lại cái hàm này thành là 1 trên n mũ alpha. Đó, thì các bạn lại nhớ được ngay là chúng ta nhớ là khi mà alpha lớn hơn 1 đúng không? Thì nó sẽ là hội tụ. Còn khi mà alpha mà nó bé hơn 1 thì nó sẽ là phân kỳ. Đấy, thì khi đó là gì ạ? Khi đó là chúng ta chỉ cần thay cái alpha này thành cái x này là chúng ta thấy là cái hàm số 1 trên n mũ x nó sẽ hội tụ khi mà x lớn hơn 1. Đó, thì cái miền hội tụ của nó cũng sẽ là x lớn hơn 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái ví dụ này. Hàm này là hàm x mũ n. Thì hàm x mũ n này chúng ta nhìn thì nó cũng không quen thuộc này. Nhưng mà nếu mà cô viết lại là thành q mũ n thì các bạn lại nhìn thấy ngay là nó sẽ hội tụ khi mà trị tuyệt đối của q bé hơn 1. Và nó sẽ phân kỳ khi mà trị tuyệt đối của q lớn hơn hoặc bằng 1. Đó, thì như vậy là chúng ta chỉ cần thay cái q này thành cái x này thì chúng ta sẽ thấy là cái miền hội tụ của nó sẽ là trị tuyệt đối của x bé hơn 1. Đó, thế thì tuy nhiên ý, mà đối với một cái chuỗi hàm bất kỳ ý, mà chúng ta để mà đi tìm cái miền hội tụ của nó thì nó không phải là dễ. Mà ở đây là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến một cái loại chuỗi hàm đặc biệt, đó là chuỗi lũy thừa thôi. Thì chuỗi lũy thừa nó sẽ là chuỗi hàm mà có dạng là sigma an nhân với x trừ x0 tất cả mũ n. Có nghĩa là cái hàm số này này nó ở dạng đa thức. Đấy, tức là nó ở dạng lũy thừa. Đấy, thì người ta mới gọi nó là chuỗi lũy thừa. Tức là ngoài cái việc nó ở dạng đa thức ra thì nó còn phải, cái đa thức đấy nó còn phải ở cái dạng lũy thừa nữa, thì người ta mới gọi nó là chuỗi lũy thừa. Và nếu như mà mình đặt cái x chứa x0 này thành một cái x lớn chẳng hạn thì cái chuỗi lũy thừa của nó chỉ đơn giản là an nhân x mũ n thôi. Đấy, ví dụ như thế này thì không phải là chuỗi lũy thừa nhá. Ví dụ như là sigma này 2n cộng 1 chia cho 3n cộng 1 đó nhân với x mũ 3 cộng 3x bình cộng 1. Đây, ví dụ như này. Thì cái hàm số này nó cũng là hàm đa thức, nhưng đây không phải là hàm đa thức ở dạng lũy thừa. Thì đây cũng không phải là chuỗi lũy thừa. Đấy, ví dụ như thế này. Ví dụ như là 3n cộng 5 này chia cho 3 giai thừa nhân với 2x cộng 1 chia cho x cộng 3 chẳng hạn. Thì cái hàm này nó là hàm phân thức này, thì nó cũng không phải là chuỗi lũy thừa. Thế nên là các bạn nhận dạng nhé, là chuỗi lũy thừa là cái hàm số của chúng ta nó phải ở dạng lũy thừa. Ok chưa ạ? Thế thì là để trước khi mà đi tìm cái miền hội tụ của chuỗi lũy thừa thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái định lý mô tả về miền hội tụ của chuỗi lũy thừa như sau. Là cái chuỗi lũy thừa ấy thì cái miền hội tụ của nó sẽ có tính chất đối xứng. Ví dụ như là cái chuỗi này, chuỗi lũy thừa này mà hội tụ tại một cái điểm là, ví dụ như này nhá, các bạn nhìn này. Ví dụ như là nếu như chúng ta tìm được một cái điểm hội tụ của chuỗi là 3 chẳng hạn, thì theo tính chất đối xứng ấy thì tại trừ 3 ấy, cái chuỗi này nó cũng hội tụ. Và tính từ trừ 3 cho đến 3 nó sẽ là miền hội tụ của cái chuỗi này. Đó, thế thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ phải đi tìm. Thì ở đây là các bạn sẽ phải đi tìm cái x0. Các bạn sẽ phải đi tìm cái x0
Mà cái x0 này là phải lớn nhất nhé. Tức là mình sẽ phải đi tìm cái điểm hội tụ lớn nhất. Đấy, để sao sao đối xứng sang bên này thì chúng ta sẽ có trừ x0, cũng là điểm hội tụ nhỏ nhất. Thì từ cái điểm nhỏ nhất cho đến cái điểm lớn nhất thì chúng ta sẽ ra được cái gọi là miền hội tụ. Đó, và quan trọng nhất chúng ta phải làm nào đi tìm được cái điểm hội tụ lớn nhất. Đấy, thế thì là tính từ, người ta định nghĩa là tính từ cái gốc tọa độ cho đến cái điểm hội tụ lớn nhất và tính từ gốc tọa độ cho đến cái điểm hội tụ bé nhất, thì cái khoảng cách này người ta gọi nó là bán kính hội tụ. Đó, và chúng ta sẽ có một cái quy tắc để đi tìm bán kính hội tụ này như sau. Đó, thì ở đây chúng ta có một cái công thức là bán kính hội tụ R, nó sẽ là bằng 1 trên rho. Đấy, trong đó là rho ở đây nó sẽ là bằng lim trị tuyệt đối AN cộng 1 chia cho AN, hoặc là rho ở đây sẽ bằng lim của căn bậc N AN. Thế thì là cái AN này các bạn lưu ý nó chính là cái hệ số của chuỗi lũy thừa nhé. Nó không phải là UN đâu mà nó là AN, được chưa? Thì sau khi mà chúng ta tìm được bán kính hội tụ là R rồi ấy, thì khi đó chúng ta kết luận là cái chuỗi hội tụ này nó sẽ hội tụ trên cái miền trừ R đến R. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thêm tại hai cái đầu mút là trừ R và R xem là cái chuỗi số tương ứng của nó có hội tụ hay không. Đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào bước 1 và bước 2 để chúng ta chuyển sang bước 3 và kết luận. Thì ở cái đối với cái bài mà tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa này này thì cô đánh giá là cái phần bước 2 mới là phần khó á. Còn cái phần bước 1 này các bạn chỉ cần tính lim nó rất là dễ. Đấy, nhưng mà cái vấn đề là bước 2 là tại cái cộng trừ R này các bạn có kiểm tra được tính hội tụ của chuỗi số không. Thế như vậy là chúng ta muốn làm được cái bài này thì bắt buộc là cái bước 2 các bạn phải giỏi phần chuỗi số. Bây giờ cô lấy ví dụ. Ví dụ 1 này. Đây chúng ta có một cái chuỗi như thế này. Đây chính là chuỗi lũy thừa. Đấy, thì ở đây là chúng ta sẽ đi đầu bước 1 là mình sẽ đi tính bán kính hội tụ. Thì để tính bán kính hội tụ thì chúng ta sẽ tính rho. Rho ở đây nó sẽ là lim của AN cộng 1 chia cho AN. Thế thì ở đây là AN sẽ bằng gì này? Thì chúng ta nhìn thấy là AN nó là hệ số của cái chuỗi này. Thì AN nó sẽ là 1 trên N. Và 1 trên N thì các bạn nên tính theo cái tiêu chuẩn số 1 thôi. Khi nào thì chúng ta mới dùng cái tiêu chuẩn số 2? Thì chúng ta lưu ý là gì ạ? Rho này nó có hai tiêu chuẩn nhé. Một là các bạn sẽ dùng là AN cộng 1 chia cho AN. Thì cái chủ yếu là AN cộng 1 chia cho AN ấy. Thì chủ yếu là cái tiêu chuẩn AN cộng 1 chia cho AN này, nó sẽ là cái tiêu chuẩn chính mà chúng ta dùng. Còn cái tiêu chuẩn thứ hai ấy, là lim của căn bậc N AN. Thì cái tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ chỉ dùng khi mà cái AN của chúng ta là có chứa mũ N thôi. Đấy, thì còn chủ yếu là mình dùng tiêu chuẩn số 1 là chính nhất. Thế thì là lim của AN cộng 1 này chia cho lim của AN thì nó sẽ là bằng lim của 1 trên N cộng 1, đúng không ạ? Chia cho 1 trên N. Và như vậy là chúng ta sẽ nghịch đảo lại và nó sẽ là bằng N trên N cộng 1, và cái lim này nó sẽ là bằng 1. Và như vậy suy ra là R của chúng ta nó sẽ bằng 1 trên rho, và nó sẽ là bằng 1. Đó, thì khi đó là cái miền hội tụ của chúng ta sẽ là x chạy từ âm 1 cho đến 1. Đó. Thế thì tuy nhiên thì mình sẽ phải đánh giá thêm là tại hai đầu mút ấy thì chuỗi số tương ứng nó có hội tụ hay không. Ví dụ như là tại x bằng -1 thì các bạn sẽ thay x bằng -1 vào thì nó sẽ là -1 mũ n chia cho n. Đấy, thì không biết là các bạn còn nhớ cái chuỗi này không ạ? Thì cái chuỗi này nó sẽ là chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Cái chuỗi này thì nó là cái chuỗi nổi tiếng rồi. Đấy, và chúng ta có thể là các bạn có thể là viết luôn nhá. Các bạn có thể viết luôn kết quả mà chúng ta không bị trừ điểm đâu. Bởi vì chuỗi này nó sẽ là một trong những chuỗi đặc biệt mà chúng ta được quyền sử dụng ngay, không cần phải giải thích. Còn tại x bằng 1 thì chúng ta thay x bằng 1 vào thì nó sẽ là sigma 1 trên n. Thì cái chuỗi này nó sẽ là chuỗi phân kỳ bởi vì đây là chuỗi điều hòa. Hoặc là các bạn có thể giải thích là bởi vì là alpha của chúng ta bằng 1, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ là phân kỳ. Thì khi đó chúng ta kết luận ba cái bước này lại thì chúng ta thấy là tại -1 là hội tụ. Thế nên là chúng ta sẽ thêm dấu bằng vào cái chỗ -1 nhé. Như vậy chúng ta sẽ có là vậy miền hội tụ là -1 bé hơn hoặc bằng x và bé hơn hẳn 1. Đó, như vậy là chúng ta xong ví dụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 2. Ví dụ 2 thì bây giờ các bạn sẽ xác định cái hệ số của lũy thừa trước, hệ số của hàm trước là 1 chia cho n dây thừa như này. Và bây giờ chúng ta sẽ tính rho theo tiêu chuẩn 1 nhé. Nó sẽ là lim của AN cộng 1 chia cho AN. Và như vậy nó sẽ là bằng lim của 1 chia cho
n cộng 1 giai thừa chia cho 1 trên n giai thừa. Và như vậy nó nghịch đảo lại thì cái mẫu n giai thừa chúng ta sẽ cho nó lên tử này. Đấy, các bạn triệt tiêu giai thừa đi thì nó sẽ chỉ còn cái số cuối cùng thôi, là 1 trên n cộng 1, và giới hạn này sẽ bằng 0. Và như vậy suy ra là r ấy nó sẽ là 1 trên rho và nó sẽ là dương vô cùng. Thì khi mà r là dương vô cùng thì cái miền hội tụ của chúng ta nó sẽ kéo dài từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng luôn. Vậy miền hội tụ là âm vô cùng cho đến dương vô cùng. Ok. Bây giờ mình chuyển sang ví dụ số 3. Ví dụ số 3 này thì trước khi mà chúng ta tìm bán kính hội tụ ấy thì chúng ta sẽ đặt cái 2x-1 này là x lớn. Nếu chúng ta sẽ đặt nó vào là x lớn như này. Đấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái hệ số của hàm lũy thừa sẽ là 1 trên n mũ 3. Thì với cái này thì chúng ta cũng tính rho theo tiêu chuẩn số 1 thôi. Nó sẽ là lim này của an cộng 1 chia cho an. Và như vậy nó sẽ là bằng lim này của 1 trên này, các bạn thay n thành n cộng 1 vào, tức là 1 trên n cộng 1 mũ 3 chia cho 1 trên n mũ 3 này. Thì các bạn nghịch đảo đi, nó sẽ là n mũ 3 này chia cho n cộng 1 mũ 3. Và cái này các bạn lấy hệ số cao nhất chia cho hệ số cao nhất và nó sẽ bằng 1. Đó, và như vậy suy ra là r của chúng ta sẽ bằng 1 trên rho và nó sẽ là bằng 1. Đấy, thì như vậy là suy ra là cái miền hội tụ của chúng ta sẽ là x lớn chạy từ âm 1 đến 1. Đấy, thế thì chúng ta sẽ thay cái x lớn vào nhé. Mình đang đặt x lớn là 2x-1 đấy. Mình đặt nó vào. Đấy, như thế này. Chuyển 1 sang hai bên này, tức là cộng 1 cả ba vế này, thì nó sẽ chạy từ 0 đến 2. Và như vậy suy ra là x sẽ chạy từ 0 cho đến 1. Đấy. Thì sau khi mà mình tìm xong rồi ấy, thì mình lưu ý là mình còn phải kiểm tra tại hai cái đầu mút nữa. Ví dụ như là tại x bằng 0 này, thì là mình thay x nhỏ nhé. Các bạn lưu ý là x nhỏ nhé. Đấy, thì mình sẽ đặt cái chuỗi này là chuỗi S1 đi. Thì mình sẽ có cái chuỗi này nó sẽ là trừ 1 mũ n chia cho n mũ 3. Thì đây là chuỗi đan dấu. Ở đây là cái chuỗi này cô không viết n bằng 1 đến dương vô cùng nữa nhé. Đấy, chúng cô viết như này cho nhanh. Thì đây là chuỗi đan dấu. Thì các bạn nhớ là để kiểm tra cái tính hội tụ của chuỗi đan dấu thì các bạn phải lấy trị tuyệt đối vào. Đấy, thì ở đây cô sẽ xét trị tuyệt đối của trừ 1 mũ n chia cho n mũ 3. Và như vậy nó sẽ là bằng sigma 1 trên n mũ 3. Và dễ dàng thấy rằng là cái chuỗi này là hội tụ, là bởi vì là alpha của chúng ta bằng 3, lớn hơn 1. Đấy, thế nên là dẫn đến là gì ạ? Do cái chuỗi trị tuyệt đối hội tụ nên là cái chuỗi S1 của chúng ta là cũng là hội tụ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đến x bằng 1. Thì lớp mình thay 1 vào thì nó sẽ là 2 × 1 − 1, đúng không ạ? Đây, thay vào cái ngoặc này, 2 × 1 − 1 nó sẽ là 1 đấy. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái chuỗi S2, nó sẽ là bằng 1 trên n mũ 3. Và cái chuỗi này là lúc nãy mình đã nói rồi, nó là hội tụ bởi vì là alpha bằng 3, lớn hơn 1. Đấy. Thế thì là S1 và S2 là đều là hội tụ. Như vậy là chúng ta bổ sung thêm dấu bằng tại hai đầu mũ. Và vậy miền hội tụ của chúng ta sẽ là 0 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đó. Như vậy là xong ví dụ 3 nhé. Bây giờ là mình sẽ chuyển sang ví dụ số 4. Ví dụ số 4 ở đây là mình cũng đặt cái x-1 mũ n này là x lớn đi. Thì chúng ta sẽ có là sigma này là x lớn mũ n này chia cho n bình nhân với 2 mũ n. Đấy. Và ở đây chúng ta xác định được là cái hệ số an của em ấy, nó sẽ là bằng 1 trên này n bình nhân với 2 mũ n. Đó, và chúng ta cũng đi tìm rho theo tiêu chuẩn số 1. Thì nó sẽ là lim của an cộng 1 chia cho an này. Đấy, và nó sẽ là bằng lim này của 1 trên này. Là mình thay n thành n cộng 1 nhé. Tức là n cộng 1 bình phương nhân với 2 mũ n cộng 1 chia cho an, tức là chia cho 1 trên n bình nhân với 2 mũ n. Và như vậy nó sẽ là bằng lim này, các bạn nhân nghịch đảo thì nó sẽ là n bình nhân 2 mũ n này chia cho n cộng 1 tất cả bình nhân 2 mũ n cộng 1. Thì 2 mũ n
mà triệt tiêu với 2 mũ n cộng 1 ấy, thì chúng ta chỉ còn là n bình chia cho 2 nhân n cộng 1 tất cả bình thôi. Và chúng ta lấy hệ số cao nhất chia hệ số cao nhất nhé, thì nó sẽ là bằng 1/2. Đó, như thế này. Đó, thì như vậy là chúng ta suy ra là R của mình nó sẽ là 1 chia cho rho, tức là 1 chia cho 1/2 nó sẽ bằng 2. Thì các bạn suy ra là cái x lớn của em nó sẽ chạy từ âm 2 cho đến 2, đúng không ạ? Đấy, và lớp mình lại thay cái x lớn thành là x trừ 1 vào. Sau đó chuyển trừ 1 sang thành cộng 1, thì nó sẽ là trừ 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Đấy, bây giờ là mình sẽ kiểm tra thêm tại cái đầu mút nữa. Thì là tại x bằng trừ 1, thì lớp mình thay vào, thì cái chuỗi S1 nhá, mình đặt cái chuỗi đây là chuỗi S1 này, thì thay trừ 1 vào thì ta nhẩm này là trừ 1 trừ 1 có nghĩa là trừ 2. Đấy, thì nó sẽ là trừ 2 mũ n chia cho n bình nhân với 2 mũ n. Đấy, thì triệt tiêu đi thì nó sẽ là bằng trừ 1 mũ n chia cho n bình. Đấy, thế thì là mình lại xét cái chuỗi, đây là chuỗi đan dấu mà, thì các bạn lại xét cái chuỗi là trị tuyệt đối của nó lên như này, và nó sẽ là bằng sigma 1 trên n bình. Và cái chuỗi này sẽ là hội tụ, bởi vì là alpha của chúng ta bằng 2 lớn hơn 1. Đó, thì do cái chuỗi trị tuyệt đối hội tụ thì dẫn đến là cái chuỗi S1 của chúng ta là cũng hội tụ theo. Rồi, thế còn tại x bằng 3 này, tại x bằng 3 thì lớp mình sẽ thay 3 vào này. Thay 3 vào ở trên này này, thì chúng ta nhẩm 3 trừ 1 là 2 mũ n này. Mà 2 mũ n triệt luôn với 2 mũ n dưới mẫu này là chỉ còn 1 trên n bình thôi. Đấy, thì đây các bạn ghi là S2 bằng sigma 2 mũ n chia cho n bình nhân 2 mũ n này, và nó sẽ là bằng sigma 1 trên n bình, và nó sẽ là hội tụ bởi vì alpha bằng 2 lớn hơn 1. Đó, sau đó thì kết luận lại nhá, chúng ta sẽ thêm cho cô cái đầu mút cả hai bất phương trình vào, và vậy miền hội tụ chúng ta sẽ ghi là trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 3. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 5 này. Đó, hoàn toàn tương tự như các ví dụ trên, thì chúng ta cũng sẽ đặt cái n trừ 2. Tuy nhiên thì ở cái chỗ này này thì nó lại là x trừ 2 tất cả mũ 2n. Thế nên ở đây chúng ta sẽ phải đặt cả cái x trừ 2 tất cả mũ 2 nhé. Tất cả mũ 2 là x lớn. Đó, như thế này. Đấy. Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ có cái hệ số AN ấy, nó sẽ là n cộng 1 chia cho n cộng 2 tất cả mũ n. Đấy, thì do cái AN này ấy, nó chứa mũ n, nên chúng ta sẽ tính rho theo cái tiêu chuẩn số 2 ấy, nó sẽ là lim đấy, là căn bậc n này của A mũ n đấy, à của AN ấy, thì nó sẽ là bằng lim này. Thì căn bậc n của mũ n ấy nó sẽ mất đi, thì nó chỉ còn là n cộng 1 trên n cộng 2 như này thôi. Và cái lim của nó sẽ bằng 1. Và như vậy chúng ta suy ra là cái r của em ấy nó sẽ bằng 1 trên rho, tức là bằng 1. Đấy. Và như vậy miền hội tụ nó sẽ là từ trừ 1 nhỏ hơn x lớn nhỏ hơn 1. Và như vậy là suy ra là lớp mình thay x lớn vào. À, x lớn của chúng ta đặt là x trừ 2 tất cả bình ấy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta để ý nhá, là x trừ 2 ấy mà tất cả bình ấy mà lớn hơn trừ 1 thì cái này nó là luôn đúng rồi. Các bạn không phải xét nữa. Các bạn chỉ xét cái bất phương trình là x trừ 2 tất cả bình bé hơn 1 thôi. Thì khi đó là cái x trừ 2 của em nó sẽ chạy từ âm 1 cho đến 1. Sau đó là mình cộng 2 vào cả hai vế, thì chúng ta sẽ có 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ xét tại hai đầu mút này. Thì đầu tiên là tại x bằng 1. Tại x bằng 1 này thì chúng ta sẽ có cái S của em này, cái chuỗi của em ấy nó sẽ là bằng sigma n cộng 1 trên n cộng 2 tất cả mũ n nhân, thay 1 vào thì 1 trừ 2 là âm 1, nhưng mà âm 1 mũ 2 nó sẽ là 1. Đấy, như vậy là nó chỉ có như thế này thôi. Và nếu mà em mà thay cả x bằng 3 vào đây ý, thì nó là 3 trừ 2 là 1, 1 mũ 2 vẫn là 1. Như vậy tóm lại là khi mà em thay x bằng 1 và x bằng 3 là nó đều ra chung một cái chuỗi như thế này. Đó, như vậy ở đây chúng ta sẽ ghi là luôn nhá, là tại x bằng 1 và x bằng 3 là đều ra một cái chuỗi như này thôi. Và chúng ta chỉ kiểm tra cái chuỗi này là xong. Thì bây giờ là cái chuỗi này ý, là cái chuỗi mà cái số hạng của nó chứa mũ n, thì rõ ràng là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là chúng ta sử dụng tiêu chuẩn Cauchy, đúng không?
Đấy, thì tiêu chuẩn Cauchy là chúng ta sẽ phải tính lim của căn bậc n, un. Cái này là un nhá, chứ không phải là an đâu. Và chúng ta sẽ tính căn bậc n của mũ n thì nó sẽ mất đi. Thì nó chỉ còn là lim của n cộng 1 chia cho n cộng 2. Nhưng mà cái lim này nó sẽ bằng 1 này. Nhưng mà vấn đề là theo tiêu chuẩn Cauchy ấy, mà nếu như cái giới hạn này bằng 1 thì mình lại không suy luận ra được cái gì cả. Thế nên là bài này là mình không dùng tiêu chuẩn Cauchy được. Mà nếu mà không dùng tiêu chuẩn Cauchy được thì mình phải nghĩ xem nhá, là mình dùng cái tiêu chuẩn gì ở đây, mình dùng cái cách gì ở đây. Rồi bây giờ cô nghĩ rằng là cô đang nghi ngờ là cái un này của chúng ta không dần về không lắm mình ạ. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử tính lim của cái un này nhá. Đấy, thì ở đây là các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là cái un ở đây, đấy với này, với un là bằng n cộng 1 chia cho n cộng 2 mũ n. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra xem là cái un này có dần về không không. Thì do un này nó đang chứa mũ n nên là cô sẽ tính len của un. Và mình sẽ tính lim nhá, mình sẽ tính lim của, thay vì mình tính lim của un ấy thì mình sẽ tính lim của len un. Như này. Đấy, thì nó sẽ là bằng lim này. Đấy, thì len un tức là len của cái mũ này thì là mình sẽ đưa cái mũ này ra bên ngoài, tức là nó chỉ là n len thôi. N này nhân với len của n cộng 1 chia cho n cộng 2. Đấy, thế thì ở đây là chúng ta sẽ viết thành là lim của, các bạn chia đa thức nhé, tách cái phân số n cộng 1 chia cho n cộng 2 ra, chia đa thức ra thành là 1 trừ đi 1 trên n cộng 2 như thế này. Đấy, thì như vậy là nó sẽ là bằng lim này. Thì các bạn nhớ là chúng ta có một cái vô cùng bé tương đương là len của 1 cộng u thì tương đương với u khi mà u dần đến 0, đúng không? Đấy, thì mình dùng cái đó. Thì ở đây là len của 1 mà cộng, đây, cộng u thì nó sẽ tương đương với cái u này. Tức là nó sẽ bằng là lim này n nhân với trừ 1 trên n cộng 2. Và như vậy nó sẽ là bằng lim của trừ n chia cho n cộng 2. Và như vậy kết quả nó sẽ ra là âm 1. Thì khi mà len u ấy mà dần đến âm 1 thì chúng ta suy ra là lim của un nó sẽ dần đến e mũ trừ 1. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nó khác không rồi, nên là suy ra là cái S này nó sẽ là phân kỳ. Đấy, mà S mà phân kỳ rồi ấy, thì các bạn kết luận là vậy miền hội tụ nó giữ nguyên như ở bước 1 nhé. Vậy miền hội tụ sẽ là 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Đó.